bạn đi, bạn bên đây mất kiến đang giơ tay đó. Để tất cả những dân đam mê tốc độ có điều kiện để không gây tai nạn ở ngoài đường thì cần có những cái sân chơi như thế này tổ chức thường xuyên hơn thì nó sẽ đảm bảo hơn cho sự an toàn bên ngoài cũng như vẫn thoải mái để mà phóng thích cái năng lượng đam mê tốc độ của những dân đam mê xe. Mình được mở rộng tầm mắt này, nhưng mà những siêu xe thì quá dữ rồi. Nếu mà có cơ hội thì cũng muốn thử chạy một lần. Đây là các đội chuyên nghiệp rất là hay so với những đội nghiệp dư ngoài đường.